Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 13 tháng 11 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với trường Sĩ quan Chính trị tổ chức buổi họp mặt học viên, sinh viên tỉnh Sóc Trăng đang học tập tại thủ đô Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Đến dự buổi họp mặt có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng. Bà Tô Ái Giang, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đã thông báo về một số kết quả của kỳ họp Quốc hội thứ tư đang diễn ra tại Hà Nội và các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, đoàn đã đóng góp thảo luận nhiều ý kiến cho các nội dung quan trọng của kỳ họp tại các buổi họp tổ cũng như thảo luận tại hội trường. Đoàn cũng tổ chức và tham gia nhiều hoạt động đối ngoại, gặp gỡ với các bộ ngành, các tập đoàn lớn để huy động tối đa nguồn lực cho công tác đầu tư phát triển, vì mục tiêu sớm đưa Sóc Trăng bứt phá và phát triển. Tại buổi gặp gỡ, đại diện sinh viên các trường như trường Sĩ quan Chính trị, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Quân y cũng bày tỏ quyết tâm nỗ lực rèn luyện trong thời gian học tập. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Văn Mẫn gửi lời chúc mừng đến cán bộ giáo viên trường Sĩ quan Chính trị nhân dịp 20 tháng 11 sắp tới. Trao đổi với các học viên sinh viên, ông Lâm Văn Mẫn cho biết trong năm 2023, Sóc Trăng sẽ thực hiện giảm nghèo bền vững, thực hiện 3 chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển các công trình giao thông trọng điểm. Những nỗ lực học tập của các sinh viên tỉnh nhà đã và sẽ đóng góp vào sự phát triển của tỉnh, tiếp nối nỗ lực của nhiều thế hệ người dân tỉnh Sóc Trăng và kỳ vọng các sinh viên của tỉnh cùng đoàn kết yêu thương, san sẻ, nỗ lực hơn nữa để đóng góp vào khát vọng phát triển cũng như tinh thần bứt phá đi lên của tỉnh nhà. Chiều ngày 13 tháng 11, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc năm 2022 ở ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên. Ấp Chợ Cũ nằm ở trung tâm thị trấn Mỹ Xuyên, có 14 tổ dân cư với 971 hộ, 4.314 nhân khẩu. Qua bình xét, ấp có gần 95% hộ được công nhận và tái công nhận gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,51%. Trong năm 2022, người dân đã thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương, tích cực đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học. Trong không khí vui tươi của ngày hội, nhân dân đã có nhiều ý kiến phát biểu, đóng góp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng ấp văn hóa, gia đình văn hóa. Dịp này, bà Hồ Thị Cẩm Đào trao 10 phần quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, trao 2 phần quà cho chi bộ và hội khuyến học ấp Chợ Cũ. Bên cạnh đó, thị trấn Mỹ Xuyên đã biểu dương khen thưởng cho tập thể và các cá nhân tiêu biểu. Bà Hồ Thị Cẩm Đào đã biểu dương những kết quả đạt được và đề nghị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết nhân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái trong đời sống, trong phát triển kinh tế và các hoạt động văn hóa xã hội. Quan tâm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Chiều ngày 12 tháng 11, chùa Quát Bích, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu vừa mừng công đội ghe ngò nam vô địch cự ly 1.200m giải đua ghe ngò Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Đến dự có ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, ông Ngô Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Với tinh thần đoàn kết, hăng say tập luyện, với quyết tâm cao và chiến thuật hợp lý, đội ghe chùa Quát Bích, thị xã Vĩnh Châu đã giành được phần thưởng xứng đáng. Điều này chứng tỏ sự lớn mạnh và vượt khó vươn lên của cả đội trong tập luyện. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu biểu dương thành tích đội ghe đạt được và chúc mừng ban quản trị nhà chùa, ban huấn luyện và vận động viên. Dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trao tặng đội ghe ngò 50 triệu đồng, thị xã Vĩnh Châu trao tặng 50 triệu đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp và mạnh thường quân cũng trao tặng số tiền trên 265 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thị xã đã khen thưởng 2 tập thể và 142 cá nhân vì có thành tích xuất sắc. Cũng tại thị xã Vĩnh Châu, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã vừa có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải và đại diện công ty điện gió Lạc Hòa 2 về các khiếu nại xung quanh việc vận hành của các trụ tuabin Lạc Hòa 2 trên địa bàn xã. Theo đó, các hộ dân có đất, nhà gần các trụ tuabin yêu cầu di dời nhà, chòi sản xuất, bồi thường đất sản xuất và bồi thường thiệt hại thủy sản khi cánh quạt vận hành. Ngoài ra, các cầu cống thi công chưa đảm bảo chiều cao tạo thành vật cản ghe xuồng khó qua lại. Ủy ban Nhân dân xã đã giải thích cho người dân được hiểu. Tuy nhiên, các hộ dân đã trực tiếp lên Ủy ban Nhân dân thị xã để yêu cầu xem xét giải quyết.
lãnh đạo Điện gió Lạc Hòa 2 cam kết ngừng vận hành thử các tua bin cũng như xin ý kiến cấp có thẩm quyền và thông báo cho địa phương người dân biết. Lãnh đạo thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu đề nghị phía công ty Điện gió Lạc Hòa 2 cần đăng ký vận hành, quá trình vận hành đảm bảo theo cam kết để tránh khiếu nại về sau. Việc thi công các cống cầu trên địa bàn cần khắc phục và phối hợp với địa phương để thực hiện, xác minh lại hoàn cảnh, điều kiện các hộ có yêu cầu hỗ trợ để có căn cứ giải quyết.